Hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Đã từ rất lâu rồi, Nhai chưa có một trận tâm ma nào chung với lá đúng không anh em ơi? Tính ra là một khoảng thời gian rất lâu rồi Nhai chưa có trận nào đánh chung với lá cả. Hôm nay thì mình sẽ đánh một trận tâm ma chung với lá và có một nhân vật đặc biệt khác nữa, đó chính là bạn Mèo. Bạn Mèo hay có cái nickname Facebook đó là Võ Thảo nha anh em, hay chat trên cái livestream của mình đó. Rồi, ở dưới khu vực số 19 có team đánh nhau. Và như vậy họ chờ đã chạy đây, chúng ta phải bắt cái team này. Tiêu Dao và Trường Ca. Tiêu Dao đã quay ngược trở lại rồi anh em ơi. Định chạy lên này trốn, trời ơi. Bây giờ mình sẽ ôm farm và chờ hồi kỹ năng nha anh em. Sau đó mình sẽ xuống để cái tìm cái team ở phía dưới kia. Mình đánh úp nó tiếp anh em ạ. Rồi, chuẩn bị bà con ơi, xuống khiều nó nhẹ cái đi, nó mới đập nhau xong thì chắc cũng phải trầy di tróc giải đúng không? Lướt vào, ui vỏ đen tàn kiếm thì chắc chắn mình phải bắt con tàn kiếm, ui có đồng thị nữa. Rất may là lá đã gánh combo của đồng thị nhưng mình cũng đã yếu máu rồi, thôi té nhẹ nha anh em. Đánh nhiêu đó đủ rồi anh em ạ, mình bắt được tàn kiếm nó rồi. Bây giờ làm gì anh em, mình sẽ chờ hồi kỹ năng. Cho Mèo đặt cái dòng hồi máu thành viên ha. Sau đó cái mình chạy xuống mình chơi nó nhẹ cái nữa cho nó chết luôn. Tiễn cho nó ra khỏi trận tâm ma anh em ơi. Đó anh em thấy lá chị thiếu làm mạnh mẽ không? Trời ơi trụ cột của team đó anh em ơi. Chạy xuống lướt vào và hiện tại nó chỉ còn mỗi đoàn thị thôi. Trời định bật cái quỷ thiên lên cho nó tung lục mạch mà nó không tung anh em ạ. Như vậy là mình đã kết thúc được team khu vực số 19 và chúng ta hiện tại có 2 ô để ôm farm và mở rương. Rồi bây giờ quay lại và mình chờ hồi kỹ năng anh em ạ. Tiếp đó là chắc là mình sẽ qua khu vực số 6. Lúc nãy mình check map bên này có một thiên nhẫn có cả cung lôn nữa, do đó mình sẽ bắt cung lôn trước nha. Đây rồi, thiên nhẫn treo có cung lôn và có cả trời ơi đoàn thị nữa. Cẩn thận nào, chúng ta phải ôm cứng bàn cung lôn để cho Mèo được chạy nhảy anh em ạ. Mèo mà không được chạy nhảy là team mệt á. Rồi, bây giờ anh em biết mình làm gì không? Rất đơn giản thôi, sẽ chờ ảo tượng xuất hiện. Hy vọng là mình sẽ có cái ảo tượng mở cho thơm râu nha. Đó, Mèo đã mở ảo tượng. Mở xong đi Mèo ơi, rồi mình lợm rương, mình chạy qua khu 5 luôn Mèo. Rồi mở rương nha anh em. Vòng đầu thì mình không có úp dội đâu, không có hổ báo đâu anh em. Nhặt mấy cái rương trước đã. Sau đó mình chạy qua khu vực số 5. Cái mình dòng lên thương nhân ha, là quá đẹp luôn. Nếu như mình còn sống nha anh em, mà lỡ qua khu 5 quýnh nhau chết cái là mệt lắm à. Bật búp lên, lướt vào đây nè, có tiệp Minh Giáo, Nga Mi và có cả bồi vỏ đan nhiều vậy. Kết thúc, trời ơi nó chạy hết trơn rồi, không giết được ai anh em ơi. Quá đáng tiếc nha. Thôi kệ, mình giật cao tượng nó đi anh em. Team nó là Võ Đan, Nga Mi thì khả năng hồi máu rất cao. Do đó mình sẽ cố gắng mở rương hết, mình chạy lên khu 4 mình chơi nó tiếp anh em ạ. Tụi mình có lá tăng mà, cho lá làm hết sức mình chứ anh em. Rồi, lượn lên nè bà con. Lướt vô nè, chạy đâu con sâu ơi, Minh Giáo, Minh... Ui. Dẫm giấy mà nó không chết, bên kia có Trường Ca em ơi. Do đó mình phải thông báo cho team của mình là té nhẹ về khu số 4 đi. Ủa con Trường Ca nó vả. Nếu mình ở lại có thể team khu vực số 4 sẽ úp ra là sẽ bất lợi cho mình nha anh em. Do đó mình không đánh nhay được huống này. Rồi, hồi kỹ năng xong á thì mình sẽ lại tiếp tục về thương nhân để trang bị bí kíp thôi anh em ơi. Hey. Ôi, vỏ đen vẫn còn. Mày hả bưởi, trời ơi lá ơi, hốt nó lại lá ơi, kéo cái quần nó lá ơi. Lá đâu rồi? Và như vậy vỏ đen đã chạy thoát. Quá đáng tiếc, và mình không mua được cái gì anh em ạ. Trời ơi, nó đen giả mang con ngang. Bây giờ thì mình sẽ vòng về khu vực số 1 nha anh em. Ủa, con Trường Ca này. Thôi bỏ nó đi anh em ạ, mình sẽ vòng về khu vực số 1 để mình qua các khu khác, lấn về khu vực số 9 thương nhân anh em ơi. Vì mình chưa mua được cái bí kíp gì hết trơn luôn á. Có lẽ là chúng ta sẽ nên lên khu vực số 2 đi ha. Khu vực số 2 có ảo tượng lúc nãy thì tỷ lệ nó mở ảo tượng xong nó sẽ đi. Đây có quyền thủy nữa nha, cẩn thận bà con ơi. Dậm luôn nào. Bum, một quyền thủy lên bài đêm số. Và tiếp tục đó là Tiêu Dao không có chiêu. Quá đáng tiếc.
Như vậy là tiêu dao đã chạy được rồi. Không sao, team mình có lá mà anh em, lá mạnh mẽ sẽ gánh team. Đó, anh em thấy tâm ma mình, cái hướng di chuyển của mình nó là như vậy đó anh em. Đánh là mình đánh xác định một team nào đó là mình đánh cho nó chết luôn. Rồi, dòng số 2 nha, chuẩn bị chúng ta. Cái này không phải chạy xuống khu vực số 19 đâu anh em, mà là ở trên này có con Minh Giáo làm nhai với mèo định lập mưu. Đó là mình chạy mình núp xuống dưới cho con Minh Giáo nó quýnh lá. Mà ai ngờ nó không quýnh anh em à. Mà lá ba núp theo sát bên mình luôn. Trời ơi khổ ghê không. Đó, đồng đội định bóp cho lá bị Minh Giáo đập chứ không gì anh em ơi. Rồi bây giờ mình có phần sơn phải xuyên rồi anh em. Chúng ta sẽ tiếp tục đi quét map nha. Mở rương quét map. Đấy, nhắc đồ, chạy qua khu vực số 6 bà con à. Bật búp lên và chúng ta lướt vào. Bắt nào, trường ca, tiếp tục đó là cùng lộn. Ủa nó đẹp gì đâu anh em à. Quá đen cho team đội bạn. Anh em thấy mèo hỗ trợ cực kỳ tuyệt vời không? Đặt vòng chỗ nào là ta nói dính vòng cho đó anh em ơi. Lá đúng là bao cát của team anh em ạ, cứ lao vào. Đó, cho các bạn đánh đi. Hết máu nhớ chạy ra nhà lá. Rồi, di chuyển về khu vực số 5 luôn. Tiếp tục nào bà con ơi. Vẫn còn 8 team trong bản đồ tâm ma này. Rồi, chờ hồi kỹ năng nha. Sau đó mình sẽ dồn lên khu 3 thương nhân nha anh em. Tiếp tục lên thương nhân trên này coi có team nào nó về không. Đối với một trận tâm ma mà mình đánh đó, anh em thì mình sẽ rất là dễ bình luận vì mình biết được cái hướng di chuyển của mình nó sẽ như thế nào. Lướt lên nào. Đây trời ơi, có cả Minh Giáo Huyền Thủy nữa. Giết con Huyền Thủy trước. Tiếp tục đó chính là Trường Ca. Minh Giáo chạy quá lẹ anh em ơi. Trường Ca lên ngựa rồi và như vậy Trường Ca đã chạy thoát. Ok, bụp được con Huyền Thủy là thấy ok rồi đó. Và bắt nó luôn. Có thể nó sẽ trên khu vực số 10 anh em. Bây giờ lên bắt cái team này cho nó chết luôn nè. Ôi ôi tiêu dao. Ôi. Mày ôi lá. Một chấm máu bà lá. Ôi ôi. Tí nữa lá bên lên bàn thờ rồi anh em. Thiệt không có mèo là hơi vất vả cho lá nha. Wow, tiêu dao chơi lá một pha hú hồn. Ôi, hồi lên trên mình kiếm cái team ở trên hoặc là chợ tượng nha. Rồi, rồi, ôi, Trường Ca Minh Giáo, đâu ra vậy? Rồi, té xuống khu 1 anh em, không có ấu tượng đây mà quánh nhau nữa. Trời ơi, nó liều qua luôn kìa anh em ơi. Wow, bạn ấy cứ nghĩ là bạn ấy sẽ dậm chết được team chúng ta, nhưng mà chúng ta chạy qua đây để ăn con boss. Thôi, mình lụm trước boss nha anh em, dạo này phải chơi cái chiến thuật này thôi anh em ơi. Không có đùa được với mấy bạn ở server mình quýnh căng dữ lắm. Con này quýnh đa quá anh em. Anh em nào tay dài cố gắng đứng tầm xa nha. Còn anh em nào có khả năng hồi máu thì chúng ta cố gắng đánh hồi máu nha anh em ơi. Tại vì cái độc của con cá sấu này nó rút máu rất nhiều. Cái con của vòng 3 thì anh em đánh nó sẽ dễ dàng hơn. Hiện tại thì chưa có team nào phát hiện ra chúng tôi đang ăn boss anh em ơi. Chỉ có mỗi cái team Minh Giáo à. Mà cái team đó bây giờ nó chạy qua khu vực số 9 để nó mở ấu tượng rồi. Đó. Nó nghĩ là nó sẽ rất là ngon anh em ạ. Bây giờ nó mở khu 9 mà nó không chạy qua khu 1 thì cái hướng di chuyển của nó sẽ có thể là xuống khu số 7 để tiếp tục ăn cao tượng phía dưới đó. Rồi, boss chuẩn bị về tay và chúng ta có hai viên đá hồi sinh. À không, cao tượng số 6 anh em ơi, chứ không phải số 7. Bây giờ mình sẽ xuống khu vực số 6 để ăn ấu tượng nha. Cẩn thận nha anh em. Số 5 nó đã mở rồi. Có cùng lôn phía sau, có Trường Ca Minh Giáo. Đây đây, nó qua tới bên này. Giết con Trường Ca của nó. Và như vậy Trường Ca lên bảng điểm số. Một mình Minh Giáo chạy thoát. Họ tính ra team đó cũng chịu khó đi anh em. Đi từ khu vực số 9 chạy xuống số 8, số 7 qua số 6 ha. Nó không vòng qua số 1 để chết boss. Và như vậy là bạn đã bỏ lỡ một cơ hội kết đá hồi sinh nha. Wow,
quá nhẹ nhàng anh em ơi. Trận này phải nói là được mèo với lá hỗ trợ nhai đánh quá khỏe. Không có gì phải vội vàng anh em ạ. Rồi thôi, chúng ta sẽ chạy về khu vực số 7. Mình sẽ bắt đầu đi chết đồ ăn lượt cuối nha anh em. À, vô đây anh em ơi, một tim treo, có con gì ở dưới nữa kìa. Ui, đoàn thị, đoàn thị, úi da, đoàn thị. Và như vậy là vòng số 2 kết thúc rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chết đồ ăn của vòng số 2 này. Và chúng ta xác định xem đó là còn 4 tim. Hiện tại thì có một huyền thủy đang treo rồi. Và chúng ta có một tim của mình giáo nha. Hiện tại thì team của mình lá đã có đá hồi sinh rồi anh em, do đó những tình huống nguy hiểm thì mình sẽ cố gắng cứu mèo. Một huyền thủy đã chuyển tống về và đang hướng về khu vực số 8. Như vậy anh em có thể hiểu được là bên khu vực số 8 sẽ còn những thành viên của team huyền thủy này. Đó, một team treo tại khu vực số 8 thì anh em cứ để nó đó đi. Từ từ rồi tính đó anh em, mình phải xử mấy cái team không treo trước nha. Di chuyển về khu 6 nè. Khu 6 anh em mua đồ xong á thì mình sẽ tiếp tục di chuyển về cái khu kế bên, đó là khu số 5 anh em. Tại vì khu kế bên cũng là thương nhân, thì đa số vòng này mà anh em sẽ đổ về thương nhân mua đồ đúng không? Đó, mình bắt được cái tâm lý đó, mình sẽ chạy sang anh em ơi. Bật bóp lên, đây, ôi ôi, Minh Giáo vừa hết combo anh em à. Trời, một cái dậm ta nói mù mắt, nhưng không, mình đã gỡ gạt lại bằng một cái phần sơn phệ xuyên. Quá đen trên bạn Minh Giáo, và như vậy anh em thấy chỉ còn có hai đội. Thì chắc chắn đội còn lại sẽ nằm bên khu vực số 8, tại vì nó là team treo. Đó là cách đọc map của mình đó anh em. Bây giờ, ôi Minh Giáo, mèo ơi đừng đánh mèo, cho lá solo mèo ơi, mèo ơi, mèo, mèo, đây, đây, đúng rồi, cho bà lá quánh đi. Trời, bà lá hút một cái, còn Minh Giáo chết luôn anh em, quá ghê. Và như vậy là trận tâm ma của mình đến đây là hết rồi anh em ơi. À, một trận tâm ma phải nói là anh em, nếu mà nghe được các mic chỉ huy cái mic của lá với mèo nữa thì sẽ rất là vui hơn rất nhiều. Nhưng mình không quay được cái mic đó, nên anh em thông cảm nha. Và nếu anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào lại các bạn ở những video sau.